Những điều nên áp dụng trong việc tang ma. Một khi có người thân qua đời, chỉ cần nghĩ đến việc giọng nói tiếng cười của người ấy từ nay không bao giờ còn được nghe lại nữa, thì sự buồn rầu đã bao trùm như sương mùa thu, như mốc mùa xuân. Nhưng lúc ấy lại giết hại vật mạng, dâng lên cúng tế để mong hương hồn người chết quay về thọ hưởng. Thật chẳng biết rằng như thế chỉ ngược lại làm tăng thêm oan nghiệt cho người đã khuất. Sao bằng kính vâng lời Phật dạy, kiên trì giữ theo năm giới, quy y Tam Bảo. Người đã khuất như còn chưa siêu độ, tấm lòng con cái vẫn chưa yên. Phận làm con phải khắc cốt ghi tâm như vậy. Một khi cha mẹ qua đời, phải kiên cử không làm chuyện phòng the, dứt bỏ hoàn toàn rượu thịt. Tất cả người thân trong gia đình đều phải ăn chay ít nhất trong 49 ngày, chí thành tụng kinh niệm Phật, việc cúng tế chỉ được dùng rau quả. Người giàu có quyền thế, một khi gặp tang sự, ắt có rất nhiều khách đến điếu viếng, cúng tế người chết, giết hại vật mạng nhiều không kể xiết. Vì thế, trước hết nên cho viết 4 chữ lớn, không cúng đồ mặn, dán ngay trước cửa. Nếu có người vẫn mang những đồ cúng như heo quay, gà luộc, v.v., thì phải nhất quyết cự tuyệt. Người xưa thọ tang cha mẹ, sau ngày tuần giáp năm mới bắt đầu ăn uống rau quả bình thường. Trong thời gian một năm thọ tang, cơm rau còn không muốn ăn, huống chi lại có thể thỏa thích với những món cao lương mỹ vị hay sao? Vì thế, người làm con nếu thực sự nghĩ đến công ơn cha mẹ, thì để tang cha mẹ nên phát nguyện ăn chay trong vòng 3 năm. Những ngày lễ tiết, kỵ dỗ trong năm, nên hết lòng làm thiện tích phúc hoặc tụng kinh, bố thí thức ăn, hoặc tạo tác thánh tượng, hoặc mua vật phóng sinh, nên tùy sức mà làm, nhưng nhất định không được giết hại vật mạng để cúng tế. Cha mẹ dù đã khuất, những ngày tưởng niệm, kỵ dỗ nên làm nhiều việc thiện, hồi hướng phước lành cho cha mẹ. Khi xây dựng hoặc tu sửa phần mộ cha mẹ, đối với công nhân xây dựng, nên đợi xong việc rồi thưởng công bằng tiền xứng đáng, tuyệt đối không vì chiêu đãi họ mà giết hại vật mạng. Trong nghi lễ cúng tế phần mộ tổ tiên, việc dâng cúng chỉ nên dùng lụa giấy, không được nghe theo người khác bày chuyện hiến tế vật mạng. Bậc thiên tử thờ phụng tổ tiên còn hạn định không quá 7 đời. Ngoài ra các đời trước nữa đều chuyển vào thờ chung với tông miếu tổ tiên. Đối với thường dân, cúng tế tổ tiên xa xôi đời trước mà bày chuyện giết hại vật mạng hiến tế, đó là lạm dụng lễ nghi tế tự. Huống chi phong tục cúng tế nơi phần mộ theo nghi lễ thời xưa vốn thật không có. Nay dù có muốn tùy thuận theo người đời nay mà cúng kính, cũng đâu nhất thiết phải giết hại vật mạng. Người con hiếu biết thương yêu cha mẹ, ắt phải lấy việc tự mình nỗ lực tu sửa đức hạnh làm chính, không thể tin theo những việc sai lầm như vậy.
Nam